Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đến với khu vực miền Trung, cụ thể là đến với thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên, đến tham quan tháp Nghinh Phong. Hôm nay mình đến vào một buổi chiều, hiện tại là khoảng là 5 giờ mọi người. Thì mọi người quan sát thấy thì phía sau lưng mình là tháp Nghinh Phong, thì rất là đông du khách đến tham quan du lịch vùng biển Phú Yên này, rồi đến check-in chụp ảnh ở khu vực tháp Nghinh Phong ha. Bây giờ di chuyển vào qua bên kia ha, rồi mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người cảnh quan tuyệt vời của vùng biển Phú Yên, tháp Nghinh Phong, một trong những biểu tượng đặc trưng của thành phố Tuy Hòa đó mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Như mình giới thiệu thì hiện tại mình có mặt ở tháp Nghinh Phong, một trong những công trình đặc trưng biểu trưng về du lịch phát triển của vùng biển Phú Yên, cụ thể là thành phố Tuy Hòa mọi người. Hôm nay đến tham quan tháp này vào một buổi chiều, hiện tại là 4 giờ hơn, gần 5 giờ thì mình quan sát thấy rất là đông du khách khắp gần xa. Mình thấy có biển số thành phố Hồ Chí Minh nè, rồi những cái vùng lân cận của khu vực này đến tham quan, rồi check in chụp ảnh ở đây nên mình đi một vòng ha, tham quan tận hưởng cảnh biển trong lành và mát mẻ với cảnh sắc thiên nhiên đẹp hoành tráng hùng tráng ha, với công trình đặc biệt biểu trưng là khu vực tháp Nghinh Phong của thành phố Tuy Hòa. Thì mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người không gian vui tươi nhộn nhịp ở đây. Khi mọi người đến với du lịch Phú Yên thì chắc chắn tháp Nghinh Phong này thì không thể thiếu rồi đúng không mọi người, bởi nó là một trong những cái biểu tượng đặc trưng về du lịch của du lịch biển tỉnh Phú Yên ha. Khi mình di chuyển đến đây thì có chỗ đậu xe cho xe ô tô ha, cũng rất là thuận tiện cho việc mình tham quan. Và hiện tại thì hôm nay mình đến vào một cái ngày cuối tuần rất là đông đúc như thế này thì xe không quá đông, cho nên việc mình di chuyển này rồi tìm kiếm một cái vị trí mà đậu xe hơi, xe máy thì rất thuận tiện, dễ dàng, không có gì khó khăn mọi người ha. Giờ mình di chuyển qua bên khu vực tháp Nghinh Phong ha, để tham quan. Biểu tượng tháp Nghinh Phong thì rất là nhiều ý nghĩa và rất là đẹp. Mình nghe cái danh về tháp Nghinh Phong của thành phố Tuy Hòa, thành phố biển này rồi, rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đến hôm nay mới có dịp về với thành phố Phú Yên, thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên mọi người đến tham quan. Mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người cảnh đẹp của vùng biển này, cũng như là công trình tháp Nghinh Phong
biểu tượng đặc trưng của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, thành phố tỉnh một trong những tỉnh lỵ miền Trung phát triển rất là nổi trội với các cái loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch về biển mọi người. Đẹp quá ha. Đông lắm mọi người, rất là nhiều xe, xe cá nhân nè, rồi xe của gia đình, rồi của tour, trùng tour khách du lịch nè, rồi của mình thấy như là giống như là những cái đơn vị công ty sự nghiệp tổ chức cho khách đến tham quan vào những cái ngày lễ cuối tuần hay là những cái dịp lễ thì rất là đông vui ha. Wow, nhìn đẹp quá ha. Mọi người thấy được là cái không khí vô cùng náo nhiệt, rất là đông vui, đông đủ các bạn trẻ, đặc biệt là giới trẻ, hầu như là 80% là mình thấy là giới trẻ rất là nhiều mọi người. Wow, nhìn đẹp quá ha. Phía sau của khu vực tháp Nghinh Phong này là biển Phú Yên đó mọi người, cho nên hiện tại thì gió nhẹ nhẹ mang mát và tiếng sóng biển gần rì rào làm cho mình thấy vô cùng vui vẻ. Vui vẻ bởi cái không gian bên trên là rất là nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ, rồi vui vẻ mát mẻ bởi không gian của biển thì làm cho mình thấy vô cùng hưng phấn và thú vị khi đến với thành phố biển Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên đó mọi người. Thực sự đẹp lắm đó mọi người ơi. Mọi người hãy tranh thủ là một chuyến đến với thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên để tham quan du lịch tại đây. Bởi đây nhắc đến thành phố, đến với tỉnh Phú Yên thì những cái du lịch, loại hình du lịch về biển thì phát triển rất là mạnh. Và bên cạnh đó thì du lịch tâm linh với những cảnh chùa thì cũng không kém phần phát triển và sôi động. Đặc biệt là đến với khu du lịch, đến với chùa Thanh Lương, một trong những ngôi chùa có những công trình về tượng Quan Âm Bồ Tát rất là độc đáo và rất là đẹp. Mình tin chắc rằng khi đến với tỉnh Phú Yên thì mọi người sẽ cảm thấy mãn nhãn với biển thì nước trong veo, trong lành, rồi với những công trình về Phật Pháp, về chùa thì cũng rất là nổi trội ha mọi người. Bây giờ mình di chuyển lên trên gần hơn với các bạn trẻ để ghi hình, mình ghi những âm thanh náo nhiệt của các bạn trẻ, chia sẻ cùng mọi người không gian vui tươi của tháp Nghinh Phong, một trong những công trình đặc trưng của thành phố biển Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên mọi người ha. Rất là đông vui ha mọi người, đặc biệt giới trẻ. Mình ghi hình này các bạn cũng đã thấy được những hình ảnh vui tươi này rồi. Quá thú vị ha. Hôm nay được trải lòng với thành phố biển Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên với công trình tháp Nghinh Phong. Thì thực sự rất là vui vẻ một buổi chiều mọi người. Buổi chiều hôm nay thì gió không mạnh, gió vừa vừa. Cho nên khi mình đi vừa mát mẻ như thế này rồi cùng ngắm cảnh biển ha. Thì thực sự rất là thú vị, không còn gì bằng hả mọi người. Đẹp lắm mọi người ơi. Phía xa xa kia là khu vực biển Tuy Hòa đó mọi người. Nước ở bên dưới hồ mình nhìn rất là trong và trong veo luôn á. Và dưới thì ở khu vực này thì có tắm biển luôn á. Cho nên khi mọi người đến đây ha, vừa ngắm cảnh đẹp của vùng biển này, và đặc biệt tháp Nghinh Phong thì phía bên dưới thì cũng có tắm biển luôn á. Thì thực sự rất là thú vị luôn á. Wow, dưới đây tắm biển luôn ha. Còn gì thú vị bạn hả mọi người. Nước biển trong quá ha. Nước biển trong đó ha.
rất là đông luôn mọi người, làm cho không khí ở đây mát mẻ nè, là đông vui. Thì chắc chắn đây là một trong những cái địa điểm Tháp Nghinh Phong nổi tiếng mà mọi người cần phải đến và không nên bỏ lỡ khi đến với thành phố du lịch, thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên. Mọi người ha, rất là đông vui. Ở giữa hai tháp mình thấy có hai cái tháp, thì phía bên trên lên giữa thì sẽ có những cái lối đi qua, thì ở vị trí này thì có cắt những cái hình ảnh của các vị anh hùng của dân tộc Việt Nam mình, thực sự cũng rất là thú vị. Có điều khác rất là nhiều hình ảnh của anh hùng ha. Là công trình tiêu biểu của thành phố Tuy Hòa, cho nên là chắc chắn sẽ tạo nhiều điểm ấn nhấn cho thành phố du lịch này ngày càng trở nên thu hút được đông đảo du khách khắp mọi nơi, chắc chắn đặc biệt là giới trẻ và các đại gia đình của khắp các mọi nơi khi có dịp về giới du lịch tỉnh miền Trung ha mọi người. Nằm ở vị trí hai bên của tháp Nghinh Phong thì mình thấy có những cái lối đi xuống khu vực biển để mọi người tắm. Thì bây giờ mình sẽ đi dọc xuống biển ha. Mình cầm máy ghi hình chia sẻ mọi người không khí vui tươi của các bạn trẻ đến tham quan du lịch tại thành phố Tuy Hòa và tắm biển với dòng biển trong xanh. Mọi người ha, bây giờ let's go, di chuyển xuống dưới mọi người ha. Mọi người đã cảm nhận được không khí trong lành của nơi này với những cơn gió thoảng nè, rồi vùng biển xa xa kia nước trong xanh ha mọi người. Phía bên trên bầu trời thì trong vắt như thế này thì chắc chắn sẽ mang lại rất là nhiều cảm xúc trong chuyến hành trình của đoàn đợt này khi đến với thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên đó mọi người. Rất là đông vui luôn ha. Wow, đông vui quá ha. Quá đông vui ha mọi người. Hôm nay thì xin mọi người hãy thương cùng đồng hành với kênh vlog và video clip ghi hình khu du lịch Tháp Nghinh Phong của thành phố biển Tuy Hòa và cùng trải nghiệm với những giây phút của các bạn đến tham quan khu vực này, trời tắm biển ở đây luôn mọi người. Ở đây là Tháp Nghinh Phong, đây là một cái tháp công cộng miễn phí của tỉnh Phú Yên dành cho tất cả du khách khi du lịch đến với tỉnh Phú Yên ha. Vị trí Tháp Nghinh Phong thì không có bán vé mọi người, đến tham quan rất là thuận tiện và miễn phí ha, hoàn toàn mọi người ha. Khu vực này thì mình quan sát thấy thì có tắm biển như mọi người thấy nè, mọi người đến tắm biển rất là đông và có khu vực tắm nước ngọt cho tất cả mọi người, cho nên thuận tiện như vậy á, cho nên mọi người đến vui chơi rồi tắm tắm biển ở đây luôn á thì thực sự rất là thú vị ha. Wow, quá trời đông luôn á mọi người. Phía dưới này là biển, phía dưới này là biển ha, còn phía trên là tháp Nghinh Phong đó mọi người, cao sừng sững, mang nét đặc trưng của là thành phố biển Tuy Hòa tỉnh Phú Yên ha. Rất là đông vui luôn ha. Wow, rất là đông luôn nha mọi người. Chiều hôm nay thì hiện tại thì khoảng 5 giờ rồi ha. Thì với cái nắng dịu mát mẻ và trong lành của vùng biển này cùng hòa vào những cái làn nước trong veo như thế này, thì sau khi chắc chắn sau khi ghi hình cho mọi người, chia sẻ cho mọi người về không gian vui tươi của Tháp Nghinh Phong này, thì mình cũng
sẻ gia đình và cùng đoàn đến hòa vào dòng biển này ha, để cùng tận hưởng không khí mát mẻ với những làn gió biển ha, và những cái làn nước trong veo của biển Tuy Hòa luôn á mọi người, đông vui quá luôn á. Trên là tháp Nghinh Phong, và dưới là biển của Phú Yên, biển thành phố Tuy Hòa, thì thực sự rất là thú vị mọi người ơi. Biển trong vắt luôn mọi người. Vùng biển của Nha Trang đổ ra thì mình được đến, có dịp nhiều lần đến với vùng biển của từ Nha Trang đổ ra Bình Định đó, Phú Yên Bình Định đó, thì nước trong veo trong vắt, cho nên khi thường đến với du lịch của những địa điểm những địa phương này thì mình đến những cái điểm đến của mình và tập biển nơi này thì thực sự cũng rất là thú vị á. Wow, đẹp quá ha. Quá đông vui luôn ha. Wow, chỗ này đông quá ha mọi người. Biển trong xanh luôn. Quá đông vui ha, trẻ em người lớn và những người lớn tuổi mình thấy cũng có ha, rất là đông đông vui, quá nhộn nhịp đối với vùng biển của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ha mọi người, thực sự rất là sôi động luôn ha. Như vậy video ghi hình về điểm du lịch nổi tiếng tháp Nghinh Phong của Phú Yên, kênh Kem Vlog thực hiện chia sẻ cùng mọi người đến đây xin tạm dừng rồi. Cảm ơn, xin chào.